chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đang dành thời gian quan tâm theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lê Hữu Đức thăm và làm việc tại Hà Giang. Đồng chí Vương Mỹ Vàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh dự hội nghị ngành tòa án triển khai nhiệm vụ hội nghị bàn giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý giáo dục và đào tạo. Hà Giang chủ động ứng phó với dịch cúm AH7N9 hiện đang bùng phát tại Trung Quốc. Thành phố Hà Giang triển khai đề án phát triển thành phố trở thành trung tâm du lịch của tỉnh. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết của chương trình thời sự. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình thăm và làm việc tại Hà Giang ngày 29 tháng 1 tại đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy, Thượng tướng Lê Hữu Đức, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Vương Mỹ Vàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Thảo Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 13 tỉnh Hà Giang, và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Đức Quý. Năm 2014, công tác quốc phòng an ninh của tỉnh Hà Giang tiếp tục được quan tâm. Tỉnh đã thường xuyên chỉ đạo các ngành nắm chắc tình hình biên giới nội địa, xử lý có hiệu quả các tình huống xảy ra ngay từ cơ sở, không để bị động bất ngờ. Công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ được chú trọng cả về số lượng lẫn chất lượng. Đến nay, toàn tỉnh đã có 287 cơ sở dân quân tự vệ. Việc quán triệt phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên đến 100% cán bộ chiến sĩ các lực lượng vũ trang được thực hiện kịp thời. Công tác đảm bảo hậu cần được triển khai toàn diện, đảm bảo tốt nhất các nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu cũng như nhiệm vụ phòng chống, giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Công tác giúp đỡ, hỗ trợ các xã, người dân biên giới phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo cũng được thực hiện thường xuyên. Bước sang năm 2015, Hà Giang xác định cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương quan điểm, nghị quyết của Đảng, nhà nước, mệnh lệnh chỉ thị của trung ương về nhiệm vụ quốc phòng địa phương, ban hành đầy đủ các văn bản lãnh chỉ đạo để triển khai tổ chức thực hiện phù hợp với tình hình thực tế. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Vương Mỹ Vàng mong muốn Bộ Quốc phòng tiếp tục dành sự quan tâm đặc biệt cho Hà Giang trong việc bảo vệ an ninh quốc phòng, bảo vệ biên giới quốc gia. Có nhiều chương trình dự án giúp nhân dân biên giới phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đề xuất với Bộ Quốc phòng xem xét đưa nội dung xây dựng sân bay lưỡng dụng vào quy hoạch xây dựng cảng hàng không cả nước để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại cũng như giao thương hàng hóa. Quân khu 2 xem xét mở rộng thêm phạm vi hoạt động của đoàn kinh tế quốc phòng 313 ra địa bàn các huyện phía Bắc. Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lê Hữu Đức ghi nhận và biểu dương những thành tích của tỉnh Hà Giang đạt được trong công tác quân sự quốc phòng. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới, tỉnh Hà Giang cần tiếp tục vượt qua khó khăn, nêu cao tinh thần cảnh giác, nắm chắc tình hình. Các lực lượng vũ trang cần chủ động tham mưu tốt cho chính quyền địa phương về công tác quốc phòng an ninh cũng như giáo dục chính trị cho cán bộ sĩ quan và các chiến sĩ. Làm tốt việc phối hợp với chính quyền địa phương và công tác vận động quần chúng theo phương châm quân với dân như cá với nước, thông qua đó nhằm nắm chắc tình hình trên địa bàn, chủ động trong mọi tình huống đề nghị các đồng chí năm 2015 các đồng chí tập trung vào cái cái sẵn sàng chiến đấu đặc biệt là phải nắm chắc cái tình hình trên địa bàn và các đồng chí tiếp tục làm tham mưu tốt cho các ủy chính quyền địa phương về nhiệm vụ quân sự quốc phòng tăng cường cái công tác huấn luyện để làm chủ vũ khí trang bị rồi nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu rồi xây dựng chính quy quản lý kỷ luật vấn đề thứ ba tôi lưu ý các đồng chí là phải làm tốt để cái việc phối hợp để quan hệ với cấp ủy chính quyền và nhân dân địa phương. Đấy, các đồng chí muốn thành công hay không, các đồng chí phải được cấp ủy chính quyền địa phương ủng hộ và phải làm tốt cái công tác dân vận. Thiếu công tác dân vận, các đồng chí không thể hoàn thành được nhiệm vụ. Và các đơn vị đứng quân của bộ trên địa bàn Hà Giang, các đồng chí phải lực lượng nòng cốt trong cái công tác phòng chống thiên tai bão lũ, tìm kiếm cứu nạn cứu hộ. Tôi rất là phấn khởi khi đi các đơn vị các đồng chí, các đồng chí chuẩn bị Tết cho bộ đội rất là tốt từ cái nguồn tăng gia của đơn vị đảm bảo đủ tiêu chuẩn của bộ cấp nhưng mà từ cái nguồn tăng gia của đơn vị công chí hỗ trợ đơn vị hạng có cái hỗ trợ đơn vị nhiều thì cũng được mấy triệu đơn vị ít được 500 nghìn thế là cái tốt thì lưu ý công chí là phải 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 chú ý đảm bảo đầy đủ tiêu chuẩn cho anh em thế rồi thì phải giữ gìn vệ sinh an toàn thực phẩm cho nó tốt không để dịch bệnh xảy ra đối với các đề xuất kiến nghị của tỉnh hà giang bộ quốc phòng trân trọng tiếp thu và nghiên cứu vận dụng cho phù hợp cũng trong dịp này thứ trưởng bộ quốc phòng lê hữu đức cũng giao cho các cục nghiệp vụ của bộ quốc phòng có nhiệm vụ hỗ trợ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tỉnh hà giang thực hiện công tác củng cố quốc phòng an ninh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội Hội đồng nhân dân tỉnh cần tiếp tục tập trung làm tốt công tác tham mưu cho Thường trực và các ban Hội đồng nhân dân, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Công đoàn viên chức tỉnh để làm tốt công tác chăm lo đời sống cho cán bộ công chức viên chức, tăng cường công tác phối hợp với các phòng chuyên môn để nâng cao hiệu quả hoạt động. Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Vương Mỹ Vàng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tại hội nghị cán bộ công chức viên chức năm 2015 của Công đoàn Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội Hội đồng nhân dân tỉnh được diễn ra vào chiều ngày 28 tháng 1. Trong năm 2014, hoạt động của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục có nhiều đổi mới, hoàn thành tốt các chỉ tiêu nghị quyết, nhiệm vụ được giao, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý điều hành công việc, chất lượng cán bộ công chức viên chức từng bước được nâng lên. Công tác tham mưu phục vụ tốt các hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh trên các lĩnh vực: tham gia xây dựng luật, hoạt động giám sát, khảo sát, tiếp xúc cử tri, tiếp nhận và xử lý đơn thư của công dân, tham mưu tổ chức phục vụ các kỳ họp Hội nghị của Hội đồng nhân dân tỉnh, các kỳ họp Quốc hội của Đoàn đại biểu Quốc hội có phần thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh tại địa phương. Phối hợp với các cơ quan tuyên truyền, vận động cán bộ công chức lao động tham gia thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc tiếp tục thực hiện tám lời dạy của Bác Hồ khi người lên thăm tỉnh Hà Giang năm 1961. Thực hiện tốt quy chế dân chủ, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ công chức viên chức người lao động. Phát biểu tại hội nghị Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Vương Mỹ Vàng nhấn mạnh, năm 2015, cán bộ công chức viên chức văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh cần đẩy mạnh công tác tham mưu cho Thường trực và các ban hội đồng nhân dân, tăng cường công tác phối hợp với các phòng chuyên môn và văn phòng của các huyện thành phố để nâng cao hiệu quả hoạt động nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tác phong làm việc cho đội ngũ cán bộ công chức trong đơn vị, tăng cường công tác dân chủ và đoàn kết nội bộ. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Vương Mỹ Vàng cũng yêu cầu Ngoài công tác chuyên môn thì văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp chặt chẽ với công đoàn viên chức tỉnh để làm tốt công tác chăm lo đời sống cho cán bộ công chức viên chức. Dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Vương Mỹ Vàng đã trao huân chương lao động hạng 3 và bằng khen cho tập thể các cá nhân của văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội Hội đồng nhân dân tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2009 đến năm 2013 góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc. Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Giang vừa tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2014, triển khai công tác Tòa án Nhân dân hai cấp năm 2015. Đồng chí Vương Mỹ Vàng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng tuyển chọn thẩm phán tỉnh Hà Giang, dự và chỉ đạo. Năm 2014, ngành Tòa án Nhân dân tỉnh đã có nhiều đổi mới, hoạt động tích cực, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, chất lượng hoạt động ngày càng được nâng lên, đặc biệt là trong công tác xét xử. Trong năm, toàn ngành đã giải quyết xét xử 1.313 vụ án các loại, thực hiện chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, ngành tòa án nhân dân tỉnh đã thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa. Phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức các phiên tòa xét xử lưu động tại địa phương, góp phần quan trọng trong việc tuyên truyền giáo dục pháp luật cho nhân dân công tác giải quyết xét xử các vụ việc dân sự và khiếu kiện hành chính có nhiều tiến bộ nhất là các tranh chấp liên quan đến nhà ở quyền sử dụng đất khiếu kiện hành chính liên quan về đất đai tòa án nhân dân hai cấp đã làm tốt công tác hòa giải hướng dẫn và giải thích pháp luật cho công dân hiểu về quyền và nghĩa vụ của họ khi tham gia các quan hệ pháp luật qua đó có phần giải quyết tốt mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân tăng cường sự đoàn kết trong cộng đồng dân cư phát biểu chỉ đạo hội nghị Đồng chí Vương Mỹ vàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng tuyển chọn thẩm phán tỉnh Hà Giang đã đánh giá cao những thành tích đã đạt được của Tòa án nhân dân hai cấp trong tỉnh đạt được trong năm 2014. Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2015, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh yêu cầu toàn ngành tòa án nhân dân tỉnh tăng cường công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng trong cơ quan tòa án các cấp tiếp tục củng cố kiện toàn tổ chức, bộ máy thật sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Làm tốt công tác tham mưu cho tỉnh ủy trong việc triển khai thực hiện chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, tăng cường quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, nâng cao đạo đức nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, thẩm phán, thư ký trong toàn ngành. Chủ động phối hợp ra soát, thống nhất với tòa án nhân dân tối cao, củng cố kiện toàn cơ cấu tổ chức, bộ máy và đội ngũ cán bộ nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ thẩm phán, thư ký tòa có phẩm chất đạo đức liêm khiết, công tâm, bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn cao, năng lực tốt, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới. Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Vương Mỹ Vàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã lên trao tặng huân chương lao động hạng nhì cho ông Trịnh Tiến Khoa, Tránh án Tòa án nhân dân huyện Vị Xuyên trao cờ cho đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua ngành tòa án nhân dân và nhiều bằng khen, giấy khen cho các tập thể và cá nhân của ngành tòa án. Ngày 29 tháng 1, dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban chỉ đạo 389 quốc gia, Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đã tổ chức hội nghị trực tuyến với các tỉnh thành phố nhằm tổng kết công tác năm 2014 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2015. Sự hội nghị về phía điểm cầu tỉnh Hà Giang có Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đàm Văn Bông và lãnh đạo các sở ban ngành là thành viên ban chỉ đạo 389 tỉnh Hà Giang. Năm 2014, các bộ ngành thành viên ban chỉ đạo 389 quốc gia đã phối hợp tốt trong trao đổi thông tin, tình hình và điều tra, xử lý các vụ việc liên quan đến hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết của các tổ chức cá nhân tham gia sản xuất kinh doanh và người tiêu dùng trong cả nước. Trong năm, các bộ ngành địa phương đã phát hiện bắt giữ 206.642 vụ việc vi phạm, với tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước là trên 13.000 tỷ đồng, tăng 27% so với năm 2013, khởi tố 2.081 vụ án hình sự với 2.275 đối tượng. Trong đó, lực lượng thuế đã tổ chức thanh kiểm tra được trên 67.000 vụ vi phạm. Bộ đội biên phòng phát hiện bắt giữ được trên 4.000 vụ, lực lượng hải quan phát hiện bắt giữ 22.202 vụ, lực lượng quản lý thị trường phát hiện xử lý trên 100.000 vụ. Thảo luận tại hội nghị, đại diện các bộ ngành và các địa phương đã nêu lên những khó khăn thuận lợi, hạn chế trong quá trình thực hiện công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, đưa ra những đề xuất kiến nghị như đề nghị chính phủ tiếp tục quan tâm chỉ đạo, tập trung sức mạnh của các bộ ngành làm tốt công tác kiểm tra các mặt hàng, nhất là các mặt hàng trong nước, cần ra soát lại hệ thống pháp luật, đặc biệt là hệ thống pháp luật về thuế, tránh tình trạng hàng gian lận trốn thuế nhà nước, tiếp tục bổ sung kinh phí và chế độ khen thưởng cho các lực lượng trong ban chỉ đạo. Kết luận hội nghị Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương những nỗ lực và kết quả đạt được của các bộ ban ngành, các địa phương trong mặt trận chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên địa bàn cả nước trong thời gian qua. Trong thời gian tới, tình hình buôn bán, vận chuyển, tiêu thụ hàng nhập lậu, gian lận thương mại và hàng giả tiếp tục có những diễn biến phức tạp. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các bộ ngành cần phối hợp cùng tham gia đấu tranh trên cơ sở phân công nhiệm vụ cụ thể để phát huy sức mạnh tổng hợp, hiệu quả ở khu vực biên giới, cửa khẩu và trong nội địa. Ban chỉ đạo 389 các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra để nắm tình hình, tiếp tục tăng cường công tác thanh tra kiểm tra việc sản xuất, kinh doanh hàng giả trong đó tập trung đánh mạnh vào các đầu nậu phân phối hàng giả hàng lậu giao cho bộ tài chính xây dựng cơ chế đảm bảo kinh phí hoạt động cho các lực lượng chức năng thực hiện công tác chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả Phó Thủ tướng Chính phủ cũng lưu ý để công tác buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả trong năm 2015 đạt được kết quả cao, thì trước tiên các bộ ngành địa phương cần nêu cao tinh thần tuyên chiến với hàng giả, hàng kém chất lượng. Điều này thể hiện quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương, đồng thời cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền và phát động phong trào toàn dân phòng chống tố giác các mặt hàng giả, hàng lậu, hàng nhái, nhất là vào dịp Tết Nguyên đán 2015 để đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang vừa tổ chức hội nghị bàn các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng giáo dục đào tạo ở vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đàm Văn Đông dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Cùng dự còn có lãnh đạo các sở ban ngành, thường trực Ủy ban nhân dân các huyện thành phố và trưởng phó các phòng giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh. Báo cáo tại hội nghị cho biết Đến hết học kỳ 1, năm học 2014-2015, Toàn tỉnh có 83.494 học sinh cấp tiểu học và 43.732 học sinh cấp trung học cơ sở. Trong đó, số học sinh xếp loại hoàn thành chương trình tiểu học là gần 73.000 học sinh, chiếm 86,86%. ,86%. Xếp loại chưa hoàn thành chương trình tiểu học là gần 11.000 học sinh, chiếm tỷ lệ trên 13%. Số học sinh cấp trung học cơ sở xếp loại học lực giỏi là 3,22%, học lực khá là 23,68% học lực trung bình là 60,54%, học lực yếu là 12,03% và xếp loại học lực kém là 0,54%. Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo cũng nêu rõ trong thời gian qua, tình trạng học sinh chưa đạt chuẩn kiến thức, kỹ năng cấp tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh vẫn còn xảy ra, đặc biệt là tại các điểm trường, đa số những học sinh này đều tập trung ở các vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, điều kiện kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn tại hội nghị, sở giáo dục và đào tạo đã đưa ra những giải pháp cho các trường tiểu học, trung học cơ sở, các phòng giáo dục đào tạo nhằm khắc phục tình trạng học sinh chưa đạt chuẩn kiến thức kỹ năng. Trên cơ sở đó, đại diện các sở ban ngành, các huyện thành phố đã tiến hành thảo luận, đóng góp thêm giải pháp để hạn chế thấp nhất tình trạng học sinh chưa đạt chuẩn kiến thức kỹ năng cũng như tình trạng học sinh còn chưa đọc thông viết thạo. Trong đó, ngành giáo dục đào tạo Hà Giang cần phối hợp với các huyện dần đưa các học sinh về các điểm trường chính để tiện cho việc dạy học và quản lý học sinh, từ đó nâng cao chất lượng dạy và học. Các thầy cô giáo cần tận tâm, quan tâm đến các học sinh hơn nữa, nhất là học sinh bậc tiểu học. Ngành giáo dục cần phối hợp chặt chẽ với các xã để vận động các gia đình cho con em đến trường, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng để tiến hành giả soát, đánh giá về cơ sở vật chất để bổ sung cho các học sinh. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đàm Văn Bông đề nghị, trong thời gian tới, ngành giáo dục cần khắc phục ngay bệnh thành tích, tiếp tục xây dựng kế hoạch cụ thể và gắn trách nhiệm cho đứng đầu từ cấp huyện, cấp phòng, cấp trường nhằm khắc phục tình trạng học sinh chưa đạt chuẩn kiến thức dẫn đến còn có học sinh chưa đọc thông viết thạo. Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền trong nhà trường, xã hội và gia đình về các vấn đề liên quan đến giáo dục. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đàm Văn Bông cũng yêu cầu Sở Giáo dục và các phòng giáo dục và đào tạo cần tăng cường công tác kiểm tra giám sát về chế độ chính sách đối với các học sinh, đồng thời cần quan tâm giải quyết dứt điểm tình trạng khai khống, báo cáo khống để mưu cầu lợi ích cá nhân, tiến hành thanh tra và kiên quyết xử lý những cán bộ có hành vi vi phạm đến chế độ chính sách trong giáo dục. Các ngành chức năng cần có văn bản chỉ đạo hướng dẫn cụ thể về các chế độ chính sách liên quan đến giáo dục để hạn chế thấp nhất việc sai phạm trong chế độ chính sách của học sinh và giáo viên. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, năm 2015 là năm đầu tiên thực hiện kỳ thi trung học phổ thông quốc gia, vì vậy đề nghị ngành giáo dục Hà Sang cần có kế hoạch cụ thể để tổ chức triển khai có hiệu quả hạn chế các tiêu cực xảy ra. Trước mắt, từ nay đến Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, ngành giáo dục cần có biện pháp ngăn chặn học sinh bỏ học sau Tết từ bây giờ. Đồng thời, quan tâm đến chế độ lương thưởng của giáo viên và việc bồi dưỡng cho học sinh yếu kém sau Tết Nguyên đán. Phát huy vai trò chủ động của từng ngành từng cấp, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ trong vận động nguồn vốn ODA là những phương hướng trọng tâm được đưa ra tại hội nghị tổng kết hoạt động của Ban vận động ODA năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015 được diễn ra vào chiều ngày 28 tháng 1. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Tiến, trưởng ban vận động ODA của tỉnh chủ trì hội nghị. Tính đến hết năm 2014, toàn tỉnh có 28 dự án đang huy động nguồn vốn ODA của 12 tổ chức chính phủ các nước trên thế giới hỗ trợ. Trong đó có 21 dự án đang thực hiện, một dự án đã phê duyệt và 6 dự án đã hoàn thành, đang thanh quyết toán. Tổng nguồn vốn đã giải ngân trong năm 2014 của 28 dự án là trên 187,3 tỷ đồng, đạt gần 69% kế hoạch. Trong năm 2014 đã có 12 dự án được ký kết hiệp định, phê duyệt báo cáo hoặc tiếp nhận triển khai với tổng số vốn cam kết là 1.303 tỷ đồng. Đánh giá chung cho thấy các dự án sử dụng nguồn vốn ODA hoặc vốn vay ưu đãi đều được thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định về quản lý đầu tư của nhà nước và thông lệ quốc tế. Có được kết quả trên, điều đầu tiên phải kể đến sự cố gắng tích cực trong công tác vận động của từng thành viên ban vận động, công tác chỉ đạo đôn đốc của cấp ủy chính quyền địa phương và sự phối kết hợp giữa các cấp, các ngành giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang với các bộ ngành trung ương cũng được thực hiện thường xuyên chia sẻ về kinh nghiệm tổ chức triển khai cũng như kế hoạch triển khai trong giai đoạn tiếp theo các đại biểu đề nghị tỉnh cần tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác đôn đốc chỉ đạo và hướng dẫn các đơn vị chuẩn bị dự án xây dựng và đào tạo đội ngũ cán bộ thực hiện oda một cách chuyên nghiệp có năng lực và tâm huyết với nhiệm vụ kế hoạch giao vốn hàng năm cần thực hiện sớm để các đơn vị chủ động hơn trong tổ chức thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng thường rất chậm ảnh hưởng đến tiến độ của dự án do đó trước khi thực hiện Tỉnh cần xây dựng các tiểu dự án triển khai trước một bước. Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Tiến đề nghị các cấp các ngành cần xác định rõ mục tiêu, ý nghĩa của việc vận động nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi đối với sự phát triển chung của tỉnh, từ đó cần chủ động xây dựng kế hoạch để triển khai. Cùng với việc sớm hoàn thiện các dự án để vận động nguồn đầu tư trong thời gian tới, tỉnh sẽ xem xét ưu tiên cho các huyện chưa có dự án ODA cũng như các dự án lớn để tập trung triển khai. Đối với cơ quan thường trực là Sở Kế hoạch và Đầu tư, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Tiến đề nghị ngành cần sớm tham mưu cho tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng chương trình làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc huy động nguồn vốn ODA, bổ sung biên chế, kinh phí cho ban vận động của tỉnh cũng như các tổ chuyên môn của huyện. Trong quý 1 năm 2015, Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng cần tổ chức lớp đào tạo cho tổ giúp việc thực hiện ODA của các huyện, thành phố cũng như của các ngành. Đối với thành viên ban vận động, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các đơn vị cần chủ động xây dựng và đề xuất một dự án thu hút ODA của đơn vị gửi về cơ quan thường trực. Đồng thời, tiến hành ra soát kiện toàn lại tổ giúp việc ở từng đơn vị. Thưa quý vị và các bạn, dịch cúm AH7N9 tại Trung Quốc đang có dấu hiệu bùng phát trở lại với việc đã có 16 ca mắc, 3 ca tử vong chỉ trong vòng 3 tuần đầu tháng 1 vừa qua. Diễn biến dịch cúm AH7N9 đang có xu hướng lan rộng gần biên giới Việt Nam. Hiện các ngành chức năng trên địa bàn tỉnh đang tăng cường công tác kiểm soát, nhất là việc siết chặt kiểm dịch đối với gia cầm để chủ động đối phó với dịch cúm AH7N9. Trên các chợ đầu mối tại tỉnh Hà Giang, các tư thương buôn bán xa cầm được tuyên truyền về diễn biến tình hình dịch cúm AH7N9 ở Trung Quốc. Hầu hết các chủ kinh doanh cam kết không buôn bán xa cầm không rõ nguồn gốc để đảm bảo sức khỏe cho chính mình và người tiêu dùng. Cái nói chung là mình bán xa cầm thì mình vẫn phải theo dõi các cái dịch đấy để mình phòng tránh. Nếu mà người ta bị rồi thì mình là phun thuốc hoặc là khử trùng hoặc là cái biện pháp của mình đấy là mình phải biết không có này mình bán ra xúc ra cầm này mà mình không theo dõi thế thì không được mà đã bùng phát rồi thì các cô không bao giờ bán hàng nữa, tạm dừng luôn. Đấy. Theo kế hoạch đối phó với dịch cúm A H7N9, các ngành chức năng sẽ chú trọng thành lập các chốt chặn trên các đường mòn, lối mở, chợ biên giới, khu vực tập trung chăn nuôi gia súc gia cầm để tiến hành công tác tiêu độc khử trùng, kiểm tra kiểm soát. Hiện tại, Chi cục Thú y tỉnh đã chủ động dự trữ khoảng 5 tấn hóa chất, tương đương với 5.000 lít chất tiêu độc khử trùng. Riêng trong tháng tiêu độc khử trùng, từ ngày 20 tháng 12 năm 2014 đến ngày 20 tháng 1 năm 2015 vừa qua, chi cục đã sử dụng khoảng 10.000 lít hóa chất tiêu độc khử trùng ở những khu vực trọng điểm để chủ động đối phó với dịch bệnh. À, hiện tại thì chi cục thú y đã dự trữ được khoảng 5.000 tấn hóa chất và một cơ số máy móc cũng như máy phun hóa chất tự động. À, ngoài ra ủy ban tỉnh cũng đã cấp kinh phí để tri cục thú y có thể triển khai mua được ngay cái lượng hóa chất là 10 000 tấn nữa. Cho nên là trong cái thời điểm hiện tại thì cái công việc phòng chống đã sẵn sàng. Thực tế cho thấy trên cơ sở phối hợp chặt chẽ giữa các ngành chức năng, công tác ứng phó với dịch cúm nói chung, cúm AH7N9 nói riêng đã và đang tiến hành khẩn trương tại tỉnh Hà Giang. Cho đến nay, Tại Hà Giang cũng như trên địa bàn cả nước chưa ghi nhận trường hợp mắc cúm A H7N9. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Giang vừa tổ chức hội nghị nhằm thông qua đề cương đề án xây dựng thành phố Hà Giang trở thành trung tâm du lịch của tỉnh. Tại hội nghị Đơn vị tư vấn là Công ty Cổ phần Viện Du lịch Bền vững Việt Nam và Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tỉnh Hà Giang đã trình bày đề cương đề án phát triển du lịch thành phố Hà Giang trở thành trung tâm du lịch của tỉnh giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn 2030. Trong đề cương có 6 phần gồm: các điều kiện nguồn lực và hiện trạng phát triển du lịch thành phố Hà Giang, nội dung xây dựng thành phố Hà Giang trở thành trung tâm du lịch của tỉnh, giải pháp và tổ chức thực hiện đề án, tiến độ xây dựng, sản phẩm của đề án và kinh phí thực hiện. Ở mỗi phần, đơn vị tư vấn đều trình bày chi tiết những nội dung công việc cần thực hiện, đồng thời cũng đưa ra những khó khăn giải pháp khi xây dựng đề án. Về phía Ủy ban nhân dân thành phố Hà Giang, cơ bản nhất trí với nội dung đề cương của đề án. Một số nội dung cần bổ sung làm rõ thêm, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn thiện để sớm trình cấp trên phê duyệt làm cơ sở để xây dựng đề án và hoàn thành đúng theo tiến độ. Bưu điện tỉnh Hà Giang vừa tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015. Bưu điện tỉnh Hà Giang có chức năng nhiệm vụ thiết lập, quản lý, khai thác và phát triển mạng bưu chính công cộng trên địa bàn tỉnh, cung cấp các dịch vụ bưu chính, dịch vụ viễn thông. Năm 2014, tổng doanh thu bưu điện tỉnh Hà Giang đạt là hơn 24 tỷ đồng. Có được kết quả trên là Bưu điện tỉnh đã đẩy mạnh việc nâng cao, đảm bảo chất lượng dịch vụ, phục vụ khách hàng, đầu tư cải tạo, sửa chữa 42 điểm Bưu điện văn hóa xã để triển khai các dịch vụ ở nông thôn. Bên cạnh đó, Bưu điện còn thực hiện tốt dịch vụ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội. Tại hội nghị, các đại biểu đã nêu lên những khó khăn vướng mắc, hạn chế khi thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đồng thời đưa ra những giải pháp khắc phục cho năm 2015 là triển khai các chương trình giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ, giả soát, cải tiến, ổn định mạng lưới, chủ động đẩy mạnh kinh doanh các dịch vụ truyền thống như chuyển phát, tài chính bưu chính, phát hành, báo chí vân vân Tiếp tục thực hiện tốt dịch vụ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, thu bảo hiểm y tế tự nguyện hưởng ứng chương trình tình nguyện áo ấm mùa đông Tết vì người nghèo nhằm chung tay góp sức giúp đỡ hộ nghèo, những người có hoàn cảnh khó khăn khi Tết đến xuân về có được một cái Tết trọn vẹn hơn. Vừa qua, tri đoàn Đài truyền thanh truyền hình huyện Quang Bình và đoàn xã Yên Hà đã tổ chức chương trình thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn xã Yên Hà, huyện Quang Bình đoàn đã đến thăm hỏi động viên trao quà Tết cho ba gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn là gia đình ông Đặng Văn Thọ, thôn Tràng Mới và gia đình bà Đặng Thị Sinh, thôn Trung Thành, gia đình ông Hoàng Văn Thư, nạn nhân chất độc da cam, thôn Yên Sơn. Mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng, gồm chăn ấm, quần áo và một số nhu yếu phẩm khác. Số quà tuy nhỏ bé nhưng là tấm lòng của toàn thể đoàn viên thanh niên hai chi đoàn với mong muốn chia sẻ phần nào những khó khăn của các gia đình chính sách, người già neo đơn, với hy vọng mang đến cho gia đình những niềm vui nho nhỏ, góp phần tạo nên một cái Tết ấm áp tình người, tràn đầy hạnh phúc khi xuân ất mùi đang đến gần. Song song với hoạt động tặng quà, các đoàn viên tri đoàn đài truyền thanh truyền hình huyện Quang Bình và đoàn xã Yên Hà còn thực hiện chương trình tình nguyện để giúp đỡ các đối tượng gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã, như giúp ngày công lao động, dọn dẹp nhà cửa và dựng ngôi nhà mới, giúp gia đình anh Hoàng Văn Nghị thôn Xuân Phú có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bản thân anh lại bị tàn tật, đông con, gia cảnh khó khăn, nhà lại bị cháy, đồ đạc, tài sản bị thiêu rụi. Như thường lệ ở phần cuối của chương trình thời sự, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tổng hợp về tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh do phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Hà Giang cung cấp. Thưa quý vị và các bạn, trong ngày 29 tháng 1, đơn vị tiếp nhận thông tin 3 vụ tai nạn giao thông do công an huyện Mèo Vạc, huyện Quản Bạ điều tra giải quyết, trong đó có hai vụ nghiêm trọng làm hai người chết. Vụ thứ nhất xảy ra tại địa phận thôn Hợp Tiến, xã Lùng Tám, huyện Quản Bạ, xe mô tô va chạm với người đi bộ, hậu quả một người chết, một người bị thương. Nguyên nhân do người điều khiển xe mô tô không chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ. Vụ thứ hai xảy ra tại địa phận thuộc tổ 5 thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc. Xe mô tô tự đâm vào mép lề đường bên phải theo hướng đi của xe, hậu quả một người chết. Thưa quý vị và các bạn, trong ngày 29 tháng 1, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã phát hiện và xử lý 72 trường hợp, trong đó ô tô là 9 trường hợp, mô tô 63 trường hợp, lập biên bản tạm giữ giấy tờ xe và giấy phép lái xe 2 trường hợp, tức giấy phép lái xe có thời hạn 1 trường hợp, lỗi vi phạm chủ yếu là chạy quá tốc độ quy định, không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe, vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Tổng số tiền phạt nộp kho bạc nhà nước là 18 triệu 400 nghìn đồng. Thưa quý vị và các bạn, từ nay đến Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015, lực lượng chức năng sẽ đẩy mạnh các giải pháp đồng bộ nhằm kiềm chế tai nạn giao thông, đặc biệt là sẽ xử lý nghiêm những vi phạm quy định nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông đồng bộ. Quý vị và các bạn thân mến, tổng hợp về tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh ngày 29 tháng 1 đã kết thúc chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh truyền hình tỉnh Hà Giang. Một lần nữa xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.